Xem tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023, nữ mạng. Tân Mùi 1991 năm 2023 sẽ gặp phải những vận hạn gì? Nếu quý bạn Tân Mùi 1991, nữ mạng quan tâm tới những vấn đề trên, thì xin mời cùng Tử Vi Việt Nam tìm hiểu về cuộc sống, gia đạo, sức khỏe và tình duyên người tuổi Tân Mùi năm 2023 trong video này nhé! Tổng quan tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023, nữ mạng. Về thiên can, thiên can nữ tuổi Mùi 1991 là Tân, hành Kim, gặp năm 2023 thiên can Quý, hành Thủy, tức là Bình Hòa. Về địa chi, nữ tuổi 1991 tuổi Mùi gặp năm 2023 tuổi Mão, thuộc nhóm Tam hợp, tức là tốt. Về ngũ hành, nữ Tân Mùi có ngũ hành Thổ gặp ngũ hành Kim của năm Quý Mão, tức là sinh xuất. Về cung phi, nữ 1991 có cung phi Càn, hành Kim, gặp cung phi Tốn, hành Mộc của năm 2023 là thuộc cung Họa hại. Về sao chiếu mệnh là sao La Hầu. Về hạn năm, gặp hạn Diêm Vương. Về hạn tuổi, gặp hạn Kim Lâu và hạn Hoàng Ốc. Về vận niên là Mã Ngộ Đao. Về tứ trụ là Thiên Sinh, Địa Sinh. Về hướng tốt để xuất hành, vào ngày mùng 1 Tết năm 2023, nữ mạng Tân Mùi nên xuất hành trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 giờ theo giờ cư ngụ ban phước, theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần. Về màu hợp tuổi, năm 2023, nữ giới 1991 hợp với màu vàng, màu nâu và kỵ nhất với màu xanh lá cây. Về tướng xương và tướng tinh là xương con dê và tướng tinh con gấu. Tử vi Tân Mùi 2023, nữ mạng cần chú ý điều gì? Chiếu theo sự thay đổi trong tử vi năm Quý Mão của nữ mạng Tân Mùi, thấy rằng năm nay, người tuổi này sẽ gặp được nhiều điều không thuận lợi. Bản mệnh 1991 nên chú ý đến lời ăn tiếng nói. Bởi năm nay, chủ về hạn thị phi, lại thêm tình cảm gia đình không được tốt, tạo nên nhiều ảnh hưởng xấu đến công việc. Ngoài ra, trong năm nay, khi xuất hành ra ngoài, nữ mạng 1991 phải lưu ý xe cộ cẩn thận, trong nhà có tang sự đưa tới. Theo thiên can, nữ giới tuổi 1991, thiên can Tân, ngũ hành Kim, gặp năm Mão 2023, có thiên can Quý, ngũ hành Thủy. Xét thấy trong năm nay, mọi việc bình hòa, không có điểm gì nổi bật hay tạo ra sự đột phá. Tuy nhiên, ngũ hành thiên can của bản mệnh tuổi Mùi 1991 tương sinh ra ngũ hành thiên can năm Quý Mão 2023. Vì thế mà cơ thể dễ gặp tình trạng ốm yếu, sức khỏe có phần yếu so với mọi năm. Theo địa chi, tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023, nữ mạng có địa chi tuổi Mùi gặp năm 2023, địa chi tuổi Mão thuộc tam hợp. Chính vì vậy, nữ mạng Tân Mùi năm nay sẽ có nhiều sự thay đổi, nhất là về mặt tình cảm. Đây là mẫu người sống thiên về tình cảm, cho nên ra ngoài ngoại giao được mọi người yêu quý và giúp đỡ trong công việc, mở rộng trong các mối quan hệ bạn bè, đối tác. Ngoài ra, trong gia đình nữ giới sinh năm 1991 cũng có tin vui về thêm người đưa tới. Theo ngũ hành bản mệnh, luận tử vi nữ 1991 năm 2023 mạng ngũ hành Thổ gặp hành Kim của năm Mão 2023. Xét thấy, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe cũng bị hao tổn không ít. Mọi việc trong năm nay tuy phát triển khá thuận lợi, nhưng lại không có đầu cũng không có đuôi. Tiền bạc phải tiêu pha, hao tán nhiều khoản lớn nhỏ. Bên cạnh đó, nữ giới tuổi Mùi 1991 cần chú ý các bệnh về ngực. Theo ngũ hành cung phi, coi tử vi 1991 năm 2023, nữ mạng có cung phi Càn, ngũ hành Kim, gặp năm 2023 có cung phi Tốn, ngũ hành Mộc. Thấy rằng bản mệnh tuổi này phạm họa hại, chủ về cuộc sống gặp nhiều điều kém may mắn, có hạn về thị phi trắng đen đưa tới. Ngoài ra, về ngũ hành thì hành Kim khắc với hành Mộc. Vì vậy, nữ giới Tân Mùi không nên thay đổi công việc.
tất thảy mọi việc đều phải tự thân vận động, chứ không nhận được sự hỗ trợ từ ai. Vẻ sao chiếu mệnh. Nữ mạng 1991 gặp sao La Hầu 2023, cực xấu vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Năm nay, người nữ tuổi Mùi gặp nhiều điều chẳng lành liên quan đến công quyền, pháp luật. Lại thêm, nữ mạng Tân Mùi dễ lâm vào tình cảnh sầu bi, tiền tài suy kiệt, sức khỏe yếu kém, tinh thần bất ổn, có hạn về mắt. Đồng thời, bản mệnh tuổi này cũng bị cuốn vào những tranh cãi, thị phi không đáng có. Về sao hạn. Gặp hạn Diêm Vương năm 2023 thì nữ mạng Tân Mùi phải chú ý, trong nhà xảy ra chuyện rối ren, vợ chồng con cái không hợp tình với nhau. Bên cạnh đó, nữ giới tuổi 1991 không nên dính vào thừa kiện, thị phi tai tiếng, bởi dễ nhận phần thua thiệt về mình, lại còn bị hao tán tiền của. Tuy nhiên, nếu người nữ tuổi Mùi trong năm mưu cầu danh lợi hay đầu tư tiền bạc làm ăn thì lại hên may và có lộc tiền bạc đưa tới. Về hạn tuổi. Thứ nhất, gặp hạn Hoàng Ốc, chủ về năm 2023, gia chủ nữ tuổi Tân Mùi. Nếu mua nhà hay nhập trạch về nhà mới thì bản mệnh nữ 1991 sẽ gặp phải nhiều chuyện không tốt đẹp. Thứ hai, gặp hạn Kim Lâu. Đây là hạn xấu, chủ về đem lại những điều khó khăn và bất lợi liên quan đến tình cảm gia đạo cho nữ giới sinh năm 1991 nếu xây dựng nhà cửa vào năm 2023. Về vận niên là Mã Ngộ Đao, tức là xấu. Quý nữ sinh năm 1991 gặp vận niên Mã Ngộ Đao, dễ gặp phải thất bại trong công việc nếu bản mệnh nữ tuổi Mùi không biết tính toán và kiềm chế tính cách của bản thân. Tốt nhất, quý nữ Tân Mùi nên duy trì công việc làm ăn, kinh doanh ổn định, đồng thời hạn chế đầu tư hoặc mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực mới. Nữ giới tuổi Mùi không nên cạnh tranh với người khác, hãy tập trung hoàn thành tốt công việc của mình. Công danh sự nghiệp của quý nữ sẽ được cải thiện tốt dần lên về nửa cuối năm. Ngoài ra, nữ mạng tuổi Mùi 1991 cũng có hạn tai nạn sông nước, cầu phà, phải chú ý cẩn thận. Về tứ trụ là thiên sinh, địa sinh. Công việc làm ăn của nữ giới tuổi Tân Mùi trong năm 2023 có phần thua thiệt, tính toán một đường nhưng tiến hành một ngả, khiến cho tài lộc bị suy hao, cuộc sống trở ngại và bế tắc. Thế nhưng, gia đình và sức khỏe của nữ mạng tuổi 1991 lại khá tốt, có hỷ tín cưới hỏi, lại thêm con, thêm cháu trong nhà. Về tài lộc. Đối với tuổi Tân Mùi, nữ mạng, về phương diện tài lộc năm 2023, xét thấy tài chính chi tiêu nhiều hơn là thu về. Trong năm nay, nếu quý nữ 1991 có sự đầu tư tiền của vào công việc làm ăn, phải chú ý cẩn thận. Để giúp tài lộc cát lợi thì quý nữ có thể sử dụng xìm phong thủy hợp với tuổi 1991 và con số may mắn hợp với tuổi. Về sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe, quý chị tuổi Mùi 1991 thấy rằng năm 2023, sức khỏe yếu kém, dễ nhiễm bệnh liên quan tới phụ khoa và máu huyết lưu thông không được tốt. Bên cạnh đó, xương khớp người nữ Tân Mùi cũng có vấn đề cần phải chú ý. Về công việc làm ăn. Xét về công danh sự nghiệp của nữ mạng Tân Mùi thì năm 2023 không có nhiều khởi sắc, phát triển theo chiều hướng không có lợi. Chuyên gia xem tuổi làm ăn thấy rằng trong năm Quý Mão, nữ tuổi 1991 không nên thay đổi công việc cũng như mưu cầu công danh sự nghiệp, chủ về thất bại không được như ý muốn. Về tình duyên. Xem bói 2023 của nữ giới sinh năm 1991 thấy rằng về phương diện tình duyên gia đạo năm nay không được tốt. Trong nhà quý nữ Tân Mùi thiếu hỏa khí, có chuyện buồn đưa tới. Thêm vào đó, gia đình có người già đau ốm, phải chú ý chăm sóc kỹ lưỡng. Về ngoại giao. Về phương diện ngoại giao, được dự báo rằng năm 2023 không được thuận lợi, các mối quan hệ có sự mâu thuẫn. Xuất hành ra ngoài, bản mệnh nữ 1991 gặp phải nhiều điều bất lợi và khó khăn. Do đó, quý nữ nên xem ngày tốt xuất hành tuổi Tân Mùi để lựa chọn ngày đẹp giúp hạn chế những khó khăn và bất lợi. Xem tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023, nữ mạng theo 12 tháng. Tháng 1. Tháng đầu năm Quý Mão, người tuổi Tân Mùi, nữ mạng, tiền bạc không được thuận lợi.
trong tháng, hao tán nhiều tiền của vào cuộc sống hoặc công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, cần chú ý về chuyện phiền muộn có thể đưa tới. Tháng 2, tuổi Tân Mùi nữ mạng 2023, khi xuất hành trong tháng Hải âm lịch gặp được nhiều may mắn. Chính vì vậy, triển khai các công việc đều dễ đạt được thành quả tốt, công việc có tài lộc đưa tới. Tháng 3, sức khỏe của người tuổi Tân Mùi nữ mạng trong tháng 3 âm lịch không được tốt. Đồng thời, mọi việc tiến hành trong tháng cũng khó đạt được kết quả như ý muốn của chủ mệnh 1991. Tháng 4, xem tử vi 2023 tuổi Tân Mùi nữ mạng cho thấy công việc kinh doanh làm ăn của chủ mệnh phải đi lại nhiều nên chú ý có thể vướng vào chuyện thị phi. Những điều này cũng khiến cho công việc không được thuận lợi và không đạt được những kỳ vọng như ý muốn. Tháng 5, sức khỏe của người tuổi 1991 Tân Mùi nữ mạng không được tốt, chú ý về gia đạo trong tháng này, thiếu hỏa thuận và chú ý về chuyện buồn phiền dễ đưa tới trong tháng. Tháng 6, chuyên gia xem tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023 nữ mạng khuyên nên chú ý trong tháng 6 âm lịch, cẩn thận trong lời ăn, tiếng nói, vì điều này có thể ảnh hưởng tới công việc. Ngoài ra, đi lại sông nước cần phải cẩn thận và hạn chế. Tháng 7, khó khăn có thể đưa tới trong tháng 7 âm lịch của người tuổi 1991 Tân Mùi nữ mạng. Tuy nhiên, được quý nhân giúp đỡ nên vượt qua được khó khăn. Tiền bạc trong tháng chủ về tiêu pha cho nhiều công việc. Tháng 8, tử vi nữ mạng Tân Mùi 2023 trong tháng 8 âm lịch không nên tiến hành những thay đổi về công việc làm ăn kinh doanh. Người tuổi này cũng có thể mở mang thêm được công việc trong tháng. Tháng 9, đây là tháng gia đình của người tuổi này nữ mạng thiếu hỏa khí. Cùng với đó, việc đi xa cũng không được thuận lợi, cẩn thận trong việc đi lại xe cộ có thể bị thương tổn. Tháng 10, trong tháng 10 âm lịch, người tuổi này đón được những tin vui mới trong gia đạo, nhiều khả năng là tin vui trong chuyện thêm người, thêm của, làm ăn kinh doanh trong tháng này cũng rất thuận lợi. Tháng 11, xem vận hạn tuổi Tân Mùi năm 2023, nữ mạng cần phải cẩn thận trong tháng 11 âm lịch, dễ vướng phải vấn đề về cửa quan, pháp lý. Mọi việc triển khai trong tháng, chú ý vì không được tốt như ban đầu đã đặt ra. Tháng 12, tháng cuối cùng của năm Quý Mão được hưởng âm phúc của tổ tiên. Chính vì thế, mọi công việc đều được may mắn, gặp hung trong tháng, dễ dàng hóa cát lành. Năm 2023, nữ mạng tuổi 1991 làm ăn hợp với tuổi nào? Luận giải tuổi Tân Mùi năm 2023 cho thấy nữ mạng 1991 nên hợp tác với người sinh năm 1971 Tân Hợi hoặc người tuổi 1999 Kỷ Mão để công việc được thuận thành, bản mệnh được đón tài lộc. Nữ Tân Mùi năm 2023 động thổ làm nhà có tốt hay không? Xem tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023, nữ mạng phạm hạn xấu là hạn kim lâu và hạn hoàng ốc, rất kiêng kỵ đối với việc xây dựng nhà cửa. Do đó, nếu động thổ làm nhà trong năm nay, thì quý nữ Tân Mùi cùng gia đình sẽ đều gặp chuyện kém may mắn. Việc xem ngày tốt động thổ giúp nữ tuổi 1991 cải thiện hạn tuổi tốt hơn và lựa chọn được ngày động thổ phù hợp. Nữ tuổi Tân Mùi năm 2023 mua xe tháng nào thì tốt? Nếu quý nữ sinh năm 1991 muốn đổi xe hoặc mua sắm một chiếc xe mới thì không nên tiến hành, chủ về mua bán không được thuận lợi, cũng như chiếc xe mua về không đem lại được may mắn. Việc xem ngày tốt mua xe tuổi Tân Mùi giúp nữ Tân Mùi lựa chọn được ngày đẹp, tăng may mắn cho vận số. Năm 2023, Tân Mùi nữ mạng có nên cưới hỏi hay không? Dự định cho việc cưới xin trong năm 2023 của nữ mạng tuổi Tân Mùi không được tốt đẹp cho bản mệnh. Nữ mạng tuổi này phạm hạn tuổi xấu là kim lâu. Nếu quý nữ 1991 muốn lấy chồng vào năm nay thì ảnh hưởng không tốt tới tình cảm vợ chồng, thậm chí có thể bị dẫn tới tình cảnh gia đình ly tán. Nữ Tân Mùi 1991 năm 2023 sinh con là tốt hay là xấu? Bói tuổi Tân Mùi sinh con năm 2023 xét thấy người tuổi này sinh con đẻ cái thì không được thuận lợi. Em bé chào đời mang lại nhiều điều kém may mắn cho gia đình, đồng thời ảnh hưởng không tốt tới tình cảm
và công việc làm ăn của bố mẹ tuổi 1991. Tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023, nữ mạng theo tháng sinh. Tháng 1 năm 2023, đối với nữ mạng tuổi Tân Mùi mà sinh vào tháng 1 âm, sẽ thấy bình thường, cho nên trong năm nay không có mấy sự biến động. Tháng 2, đối với người nữ 1991 sinh vào tháng này, được dự báo rằng năm Quý Mão người tuổi này có sự thay đổi về công việc, làm ăn và đi lại nhiều. Đồng thời, tiền bạc của nữ giới sinh năm Tân Mùi cũng có sự hao tán và gặp thị phi đưa tới. Tháng 3, nữ giới 1991 sinh vào tháng 3 âm lịch, gặp năm 2023. Chủ về tình cảm gia đình không được tốt, công việc làm ăn cũng không có sự khởi sắc trong năm nay. Tháng 4, luận giải tử vi tuổi Mùi, nữ mạng năm 2023, sinh tháng 4 âm lịch, về công việc làm ăn dễ có sự liên kết và mở mang thêm công việc mới. Tuy nhiên, xuất hành đi xa thì nữ mạng tuổi 1991 gặp nhiều bất lợi về sức khỏe. Tháng 5, nữ mạng sinh vào tháng 5 âm mà gặp năm Quý Mão, sẽ thấy công việc có sự thay đổi, cũng như đầu tư tiền bạc nhiều vào trong làm ăn. Bên cạnh đó, gia đạo xảy ra nhiều chuyện không vui vẻ. Tháng 6, đối với quý nữ sinh vào tháng này, về phương diện gia đạo, xét thấy bản mệnh được đón tin vui đưa tới trong nhà. Ngoài ra, trong năm nay, nữ Tân Mùi khi xuất hành đi xa cũng gặp được nhiều may mắn. Tháng 7, bói vận hạn năm 2023 của nữ mạng tuổi Ngọ sinh vào tháng 7 âm lịch, thấy rằng năm nay chủ về bản mệnh 1991 phải đi lại nhiều và vất vả lo toan trong công việc, làm ăn. Bên cạnh đó, gia đình của nữ tuổi này phải đề phòng xảy ra thị phi, mất uy tín. Tháng 8, người sinh vào tháng 8 âm, chủ về tử vi năm nay bất lợi về mọi mặt. Về công việc làm ăn thì gặp nhiều khó khăn, gia đạo bất hòa và có chuyện buồn đưa tới. Thêm vào đó, nữ mạng 1991 khi ra ngoài, sức khỏe yếu kém và gặp thị phi đưa tới. Tháng 9, tử vi năm 2023, tuổi Tân Mùi, nữ mạng, sinh tháng này, được dự báo là trong nhà, có tin vui đưa tới. Lại thêm công việc làm ăn của nữ tuổi 1991 có sự phát huy lên cao và tiền bạc hanh thông. Tháng 10, nữ mạng sinh năm 1991, sinh vào tháng 10 âm, chủ về công việc làm ăn trong năm nay không được tốt, mọi việc không được như ý. Không chỉ thế, nữ giới Tân Mùi khi ra ngoài dễ gặp bất lợi về sức khỏe và xe cộ tai nạn. Tháng 11, tuổi Tân Mùi sinh vào tháng này gặp năm 2023, sẽ thấy về phương diện tình cảm gia đình không được tốt, thiếu hòa khí và có chuyện phiền muộn đưa tới trong năm. Tháng 12, nữ giới sinh vào tháng 12 âm lịch năm 1991 mà gặp năm Quý Mão, thì năm nay mọi việc bình thường, công việc làm ăn không có sự thay đổi và tiền bạc cũng chỉ đủ chi tiêu trong cuộc sống. Ngoài ra, cần lưu ý bệnh liên quan tới thận không tốt. Tổng kết tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023, nữ mạng. Như vậy, quý bạn tuổi Tân Mùi, nữ mạng đã có thông tin về dự đoán năm 2023. Hy vọng với thông tin này, quý bạn có thể chủ động hơn trong cuộc sống của mình. Nếu muốn xem tử vi chi tiết, đừng quên để lại comment cho Tử Vi Việt Nam nhé!